Mến chào các bạn, hôm nay xin mời các bạn tham quan đường ven kênh Tham Lương gói thầu số 10. Hiện tại mình đang di chuyển từ đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp lên cầu Trường Đai, rồi rẽ phải để đi vào đường ven kênh Tham Lương quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Gói thầu xe lắp số 10 với chiều dài 8.364m đi qua địa bàn quận 12, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh là gói thầu cuối cùng của dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, bến cát, rạch nước lên, được triển khai thi công vào tháng 1 năm 2024. Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, bến cát, rạch nước lên, kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn đi qua 7 quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tổng mức đầu tư gần 8.200 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương là 4.000 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố là 4.200 tỷ đồng. Dự án với tổng chiều dài 32 km với mục tiêu đảm bảo tiêu thoát nước, chống ngập cho diện tích 14.900 ha, giải quyết ô nhiễm môi trường, kết nối hạ tầng giao thông. Trong năm 2023 đã có 9 trên 10 gói thầu của dự án được khởi công thi công xây dựng. Gói thầu số 10 là gói thầu cuối cùng của dự án. Tổng công ty xây dựng số 1, CTCB cùng liên danh nhà thầu đã trúng thầu tham gia gói thầu số 10 thi công đoạn từ cầu Trường Đai đến sông Sài Gòn với tổng giá trị hợp đồng hơn 1.200 tỷ đồng, thời gian thi công là 945 ngày. Dự án này ngoài hiệu quả chống ngập được nâng cao còn giải quyết ô nhiễm, đem lại không khí trong lành, dòng nước xanh trong cho người dân. Đây cũng chính là trục kết nối hạ tầng giao thông, kết nối thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, dự án này được Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chỉ đạo cố gắng phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng vào ngày 30 tháng 4 năm 2025. Xử lý ô nhiễm kênh rạch, kết hợp chỉnh trang đô thị nhằm nâng cao chất lượng sống của hàng triệu người dân thành phố. Song kết quả trên thực tế vẫn còn hạn chế so với kỳ vọng, bởi hình ảnh những dòng kênh đen, hôi thối, đầy rác thải hàng ngày vẫn neo theo cuộc sống của hàng chục nghìn hộ gia đình. Trong khi chờ triển khai những dự án dài hơi, hàng ngày trên nhiều tuyến kênh, người dân thành phố vẫn sống chung với ô nhiễm. Có hộ gia đình đã ba đời bám trụ trên những dòng kênh và câu hỏi với chính quyền khi nào người dân được đổi đời. Cùng với chủ trương thực hiện giải tỏa nhà trên và ven kênh, rạch, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nỗ lực đầu tư hệ thống thoát nước, thu gom xử lý nước thải nhằm xanh hóa những dòng kênh, góp phần mang lại môi trường sống tốt hơn cho cộng đồng dân cư, xây dựng bộ mặt đô thị sạch, xanh. Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, bến cát rạch nước lên có chiều dài gần 32 km, một tuyến kênh dài nhất thành phố, được xem là dự án trọng điểm thuộc đề án chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2045 của được khởi công xây dựng. Dự án này đi qua 7 quận huyện, giúp chỉnh trang đô thị, cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải, tạo hành lang ven kênh cho gần 3.500 hộ dân sống hai bên bờ. Đại diện đơn vị chủ đầu tư thực hiện dự án này cho hay, cùng với việc cải tạo và chỉnh trang bờ kênh có chiều dài 32 km, giai đoạn xử lý nguồn nước thải là rất quan trọng. Theo đó, chủ đầu tư sẽ triển khai song song hai dự án lớn, cụ thể là dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng biến đổi khí hậu tại lưu vực kênh Tham Lương, bến cát rạch nước lên và dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn nhằm thu gom, xử lý nguồn nước thải từ các cống, kênh nhánh đổ ra kênh. Toàn bộ hệ thống nước thải thu gom sẽ đưa về hai nhà máy xử lý tại quận 12 và quận Bình Tân. Ngoài ra, sẽ xây dựng hai cống ngăn triều ở hai đầu và cuối kênh, cống rạch nước lên và cống vàng thuật với mục đích xử lý sự cố khi nguồn nước bị ô nhiễm. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm kênh, rạch hiện nay vẫn là thực trạng đáng báo động, khiến thành phố đang lãng phí rất lớn nguồn tài nguyên. Với lợi thế nhiều tuyến kênh, rạch chảy dọc thành phố, nếu bảo vệ nguồn nước xanh, sạch, chúng ta sẽ góp phần tạo ra các tiện ích khác cho người dân và cộng đồng như điều hòa khí hậu, tạo cảnh quan sạch đẹp, tổ chức các hoạt động giải trí, thể dục thể thao. Đồng thời việc tăng cường hoạt động giao thông thủy như phát triển du lịch đường sông tạo ra giá trị về kinh tế xã hội.
Phía trước mặt các bạn là điểm giao nhau giữa kênh Thăm Lương và sông Vàm Thuật. Hiện tại mình đang di chuyển trên đường ven kênh Thăm Lương thuộc phường An Phú Đông, quận 12 hướng về cầu sắt An Phú Đông. Bên tay phải các bạn là sông Vàm Thuật, bên tay trái là phường An Phú Đông. Địa danh An Phú Đông có từ thời Pháp thuộc, khi đó là tên một làng thuộc Tổng Bình Trị Thượng, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Làng An Phú Đông được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai làng có từ thời Nguyễn là An Lộc Đông và Hạnh Phú. Phường An Phú Đông là một phường tương đối đông dân nằm ở phía đông quận 12. Phường này giáp các quận Thủ Đức, Gò Vấp và Bình Thạnh và đồng thời còn giáp huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phường An Phú Đông cách trung tâm hành chính 4 km và cách trung tâm thành phố 7 km. Phường này được bao bọc bởi sông Sài Gòn, 7 km và sông Vàm Thuật, 7 km. Phường có diện tích đất tự nhiên là 881,96 ha. Với đặc điểm có tuyến quốc lộ 1A chạy xuyên qua các tỉnh miền Tây Nam Bộ và các tỉnh miền Trung, miền Bắc, phường này hiện là điểm nóng bất động sản của khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc đến An Phú Đông không thể không kể đến nhà truyền thống chiến khu An Phú Đông, khu di tích lịch sử chùa Từ Quang, đình Hạnh Phú, tu viện Khánh An. Trong đó, tu viện Khánh An đang là một điểm thu hút các bạn trẻ và khách du lịch đến tham quan. Nhờ kiến trúc tựa như đất nước hoa anh đào, nơi này trở thành một trong những địa điểm được cộng đồng mạng check-in nhiều nhất trong thời gian qua. Bên cạnh đó, với lợi thế quốc lộ 1A chạy ngang tạo điều kiện phát triển, thu hút các công ty đầu tư xây dựng cơ sở tại đây. Quận 12 nằm về phía tây bắc thành phố Hồ Chí Minh, nằm dọc theo quốc lộ 1. Quận là ngõ giao thông khá quan trọng của thành phố nối liền với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, có vị trí địa lý, phía đông giáp thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức với ranh giới là sông Sài Gòn. Phía tây giáp quận Bình Tân, phía nam giáp các quận Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh và Tân Phú với ranh giới là sông Vàm Thuật, Bến Cát, Trường Đai, kênh Thăm Lương phía bắc và tây bắc giáp huyện Hóc Môn. Quận có diện tích 52,74 km, dân số năm 2019 là 620.146 người, mật độ dân số đạt 11.759 người km. Quận 12 có 11 phường, An Phú Đông, Đông Hương Thuận, Hiệp Thành, Tân Chánh Hiệp, Tân Hương Thuận, Tân Thới Hiệp, Tân Thới Nhất, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An và Trung Mỹ Tây.
Phía trước các bạn đang nhìn thấy là miếu nổi Phù Châu, hay còn được gọi với nhiều tên khác như Phù Châu Miếu, Chùa Miếu Nổi. Đây là một ngôi miếu cổ nằm trên sông Vàm Thuật, thuộc phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phù Châu Miếu, Cù Lao Nổi được xem là một công trình kiến trúc tâm linh có một, không, hay tại nước ta. Toàn bộ diện tích của miếu đều bao trùm hết trên một cồn đất nhỏ, rộng tới 2.500 m². Bây giờ mình đi thẳng để đi tiếp đường ven kênh hướng ra sông Sài Gòn, phía tay phải là cầu sắt An Phú Đông đi về quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
Cảm ơn bạn đã xem kênh Cuộc Sống Hàng Ngày 75. Chúng tôi rất vui vì đã có cơ hội mang đến cho bạn những khoảnh khắc thú vị và đáng nhớ qua video hàng ngày trên kênh YouTube này.